chào các em. Thầy xin giới thiệu, thầy là thầy Phan Tấn Thành, là giáo viên của trường tiểu học Kim Đồng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em học một tiết toán lớp 5. Hồi ở lớp 4 thì mấy em đã học được một số đơn vị đo diện tích, ví dụ như là mét vuông, deci mét vuông, cm vuông. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn em thêm một số đơn vị đo diện tích trong cái bảng đơn vị đo diện tích. Ví dụ như là deca mét vuông, hecto mét vuông, mm vuông, mà chúng ta sẽ hình thành luôn cái bảng đơn vị đo diện tích. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về deca mét vuông và hecto mét vuông. Vậy deca mét vuông và hecto mét vuông là gì? Thì chúng ta đi vào tìm hiểu. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về deca mét vuông. Mấy em quan sát trên màn hình giùm thầy. Thầy có một cái hình vuông có cạnh dài 1 deca mét. Thì mấy em thử xem coi diện tích của hình vuông này là bao nhiêu. Thì chắc chắn chúng ta đều biết rằng diện tích hình vuông này nó sẽ là 1 deca mét vuông. Vậy deca mét vuông là gì? Deca mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 deca mét. Và mấy em cho thầy biết thêm, deca mét vuông người ta viết tắt như thế nào? Thì cũng giống như cách viết tắt mét vuông, cm vuông mà mấy em đã học lớp 4. Deca mét vuông, mấy em viết deca mét, chúng ta thêm số 2 ở phía sau cái của chữ M này. Và số 2 này chúng ta viết cũng vừa nhỏ thôi, đừng viết lớn quá thì nó xấu. Quay lại cái hình thầy đang chiếu trên bảng, mấy em xem. Bây giờ cái cạnh 1 deca mét này, thầy sẽ chia làm 10 phần bằng nhau, mỗi một cạnh như vậy. Thì chúng ta biết rằng một phần như vậy nó sẽ là 1 mét. Bởi vì 1 deca mét nó bằng 10 mét, một phần là 1 mét. Thầy sẽ chia ra thành những hình vuông nhỏ cho chúng ta quan sát xem. Thì chúng ta thấy có bao nhiêu hình vuông như thế này. Thì chắc chắn chúng ta đều thấy rằng nó sẽ là có cả thể là 100 cái hình vuông nhỏ. Mà mỗi một hình vuông như vậy có cạnh là 1 mét. Như vậy diện tích của một cái hình vuông nhỏ này là bao nhiêu? Thì chúng ta biết rằng nó sẽ là 1 mét vuông. Diện tích của hình vuông lớn là 1 deca mét vuông và diện tích hình vuông nhỏ là 1 mét vuông. Từ đó mấy em thử xem 1 deca mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông. Chắc chắn câu hỏi này thì mấy em sẽ trả lời được. 1 deca mét vuông nó sẽ bằng 100 mét vuông. Như vậy thầy đã giới thiệu xong cho mấy em về cái deca mét vuông. Tiếp theo thầy cũng giới thiệu cho mấy em luôn một cái đơn vị đo diện tích nữa, đó là hecto mét vuông. Bây giờ chúng ta cùng nhau quan sát trên cái màn hình. Thầy cũng có một cái hình vuông, nhưng lúc này hình vuông này nó lại có cạnh là 1 hecto mét. Như vậy thì diện tích của hình vuông này là bao nhiêu? Chúng ta đều biết nếu cạnh là 1 hecto mét thì diện tích của nó sẽ là 1 hecto mét vuông. Như vậy hecto mét vuông là gì? Hecto mét vuông chính là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 hecto mét. Và hecto mét vuông được người ta viết tắt là hecto mét và thêm cái số 2 ở phía sau chữ M. Như là cái cách viết của các đơn vị đo diện tích trước đó mà mấy em đã học. Bây giờ chúng ta quay lại cái hình của thầy, trên hình vuông trên bảng của thầy. Bây giờ cái cạnh 1 hecto mét này thầy sẽ chia ra làm 10 phần bằng nhau, mỗi một cạnh. Và mỗi một cạnh như vậy thì mấy em biết rằng nó sẽ là một cái đoạn nhỏ này nó sẽ là 1 deca mét. Và chúng ta thầy sẽ chia làm thành những hình vuông nhỏ trên cái diện tích 1 hecto mét vuông này. Chúng ta xem coi có bao nhiêu hình. Thì rõ ràng là chúng ta đều thấy được nó sẽ có 100 cái hình vuông nhỏ trong cái diện tích 1 hecto mét vuông này. Vậy một ô hình vuông nhỏ này nó có diện tích là bao nhiêu? Thì chắc chắn mấy em cũng biết rằng diện tích của nó sẽ là 1 deca mét vuông. Từ đó chúng ta thấy diện tích hình vuông lớn là 1 hecto mét vuông, diện tích hình vuông nhỏ là 1 deca mét vuông. Từ đó 1 hecto mét vuông bằng bao nhiêu deca mét vuông? Thì chúng ta đều biết 1 hecto mét vuông nó sẽ bằng 100 deca mét vuông. Thì vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho mấy em về hecto mét vuông rồi deca mét vuông để cho mấy em nắm vững hơn về hai cái đơn vị đo diện tích này. Thì chúng ta đi vào phần tiếp theo, đó là thực hành luyện tập. Và đối với bài tập thực hành luyện tập này thì bài tập số 1 người ta yêu cầu gì? Rõ ràng mấy em thấy người ta yêu cầu là đọc các số đo diện tích để nhằm giúp cho mấy em làm quen với cách đọc cái đơn vị đo diện tích chúng ta vừa học. Bây giờ chúng thầy có một số bài như sau. Bây giờ mấy em ngồi đó mấy em đọc nhẩm cho thầy bốn cái đơn vị đo diện tích mà thầy đã chiếu trên màn hình.
chắc lẽ là mấy em đã đọc hết rồi. Bây giờ mấy em nhìn lên màn hình có cái cách đọc của mấy em giống như thầy không nha. Đầu tiên là chúng ta thấy 105 đề ca mét vuông. Tiếp theo là 32.600 đề ca mét vuông. Đúng không? À, tiếp nha. Ở đây là 492 hecto mét vuông. Và cuối cùng chúng ta có là 180.350 hecto mét vuông. Rồi, mấy em đã biết cách đọc rồi đúng không nào? Và tất cả mấy em đều đọc đúng hết thì chúng ta đi sang tiếp bài tập số 2. À, mấy em đọc cái yêu cầu bài số 2. Hồi nãy thì chúng ta là đọc, bây giờ thì chúng ta viết các sơ đồ diện tích. Và mấy em nhìn lên màn hình, thầy có số, các số này đầu tiên là mấy em thấy là mấy em phải viết được cho thầy 271 đề ca mét vuông. Chúng ta ghi ra phía sau này cho thầy. Hoặc là mấy em lấy giấy nháp ra, chúng ta ghi vào giấy những con số mà thầy yêu cầu mấy em ghi trên màn hình. B, 18.954 đề ca mét vuông. C, 603 hecto mét vuông. Và cuối cùng D, 34.620 hecto mét vuông. Bắt đầu mấy em viết bài với thầy. Rồi, chúng ta cùng nhau hướng mắt về cái màn hình để xem coi con số mà em viết giống như của thầy không nha. Đầu tiên 271 đề ca mét vuông. Chúng ta có 271 đề ca mét vuông. Mấy em quan sát coi cái số 2 mình đặt đúng như thầy chưa? Đó là cái điều quan trọng, đặt cho chính xác. Để chúng ta lấy đây là nền tảng đặt để viết những cái số đo diện tích sau này. Tiếp theo là chúng ta có 18.954 đề ca mét vuông. Và tiếp theo chúng ta có 603 hecto mét vuông. Và cuối cùng chúng ta có là 34.620 hecto mét vuông. Chúng ta quan sát lại cái phần đáp án của thầy và cái bài viết của mấy em xem coi có đúng không. À, nếu đúng rồi thì chúng ta tiếp tục sang một bài tập số 3. Mấy em đọc yêu cầu đề bài. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề ca mét vuông theo mẫu. Và mấy em lưu ý nhìn lên màn hình coi thầy làm mẫu một bài rồi để đó mấy em làm. Còn nếu như mà mấy em không quan sát thầy hướng dẫn thì có khi một hồi mấy em làm, mấy em sai ở một vài cái điểm nhỏ. Bây giờ đầu tiên mấy em đều nhìn quan sát lên màn hình giùm thầy. Bài mẫu. Thầy có 5 đề ca mét vuông, 23 mét vuông. Yêu cầu chúng ta viết số này dưới dạng số đo có đơn vị là đề ca mét vuông. Như vậy thì mấy em nhìn quan sát trên màn hình giùm thầy nha. 5 đề ca mét vuông thì thầy sẽ chuyển lại là 5 đề ca mét vuông cộng cho cái số sau này là 23 mét vuông. Nhưng lúc này 23 mét vuông này mấy em phải chuyển nó sang đơn vị là đề ca mét vuông để chúng ta mới đổi thành được cái đơn vị đề ca mét vuông. Và chúng ta đều biết 23 mét vuông nó sẽ bằng 23 phần 100 đề ca mét vuông. Mấy em nắm được chỗ này chưa? À, vậy cái bước tiếp theo là cái bước cuối cùng, ta chuyển hai cái số này thành cái đơn vị đo có đơn vị là đề ca mét vuông theo yêu cầu đề bài. Thì mấy em biết 5 đề ca mét vuông cộng 23% của đề ca mét vuông, ta có thể viết gọn lại là 5 và 23% đề ca mét vuông. Được chưa nào? À, bây giờ tới mấy em nha. Thầy có hai bài tập mà chúng ta lấy giấy nháp ra, chúng ta làm bài. Cố gắng làm cho nhanh. Và trước khi làm bài thì thầy lưu ý, theo cái kinh nghiệm của thầy thì khi các em làm bài toán này thì đa số mấy em quên ghi cái đơn vị này. Mấy em chỉ ghi 23% nhưng cái đơn vị này không có. Nhưng cuối cùng mấy em gộp lại có. Như vậy là chưa đủ, chưa đúng. Cho nên lưu ý mấy em phải có cái đơn vị này để thầy cô xem coi mấy em có đổi đúng hay không nha. Rồi, đó là điều quan trọng. Bây giờ mấy em bắt đầu làm bài.
với hai cái đơn số của thầy vừa nêu. Các em bắt đầu. Rồi. Bây giờ cùng nhau chúng ta nhìn lên màn hình ha, thầy sửa bài. Rồi miễn mấy em xem trong tập mình có cái cách làm của mấy em giống thầy không? Nếu giống là mấy em đã hiểu bài nha. Rồi bây giờ 16 đề ca mét vuông bằng 16 đề ca mét vuông cộng cho 91 mét vuông chuyển sang đề ca mét vuông, tức là bằng 91% đề ca mét vuông. Đúng chưa nào? À đúng rồi, chúng ta tiếp nha. 16 đề ca mét vuông cộng 91% đề ca mét vuông chúng ta sẽ bằng là 16 và 91% của đề ca mét vuông. Rồi tiếp theo bài dưới cũng tương tự như vậy mấy em. 32 đề ca mét vuông bằng 32 đề ca mét vuông cộng bao nhiêu? Cộng cho 5/100 của đề ca mét vuông. Và cuối cùng chúng ta sẽ được gì? Chúng ta sẽ được là 32 và 5/100 của đề ca mét vuông. À mấy em quan sát lại bài làm của mình, thầy nghĩ rằng nếu mấy em cẩn thận có tiếp thu, có theo dõi bài nãy giờ thì chắc chắn là mấy em không có sai. Như vậy vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho mấy em về cái đơn vị hectomet vuông và đề ca mét vuông. Bài tiếp theo thì thầy sẽ hướng dẫn cho mấy em thêm một hai cái đơn vị nữa, cái đơn vị đo diện tích nữa là milimét vuông, và chúng ta cùng nhau hình thành cái bảng đơn vị đo diện tích. Để đo cái diện tích rất bé thì người ta còn dùng thêm cái đơn vị là milimét vuông. Vậy milimét vuông là gì thì chúng ta cùng nhau quan sát trên màn hình. Bây giờ thầy lại trở lại cái hình vuông lúc ban đầu, nhưng mà bây giờ nó không phải, cạnh của nó không phải là một hectomet nữa, một đề ca mét nữa, mà bây giờ là 1 cm. À như vậy thì diện tích của cái hình vuông này là bao nhiêu? Câu hỏi này chắc chắn chúng ta đều trả lời được là diện tích của nó sẽ là 1 cm vuông. Rồi cái cạnh 1 cm vuông này thầy cũng như hồi nãy thầy chia nó ra là 10 phần bằng nhau mỗi một cạnh, thì chúng ta biết một phần như vậy là 1 mm, đúng không nào? Em thấy mỗi một cái hình vuông bé có cạnh là 1 mm, như vậy thì diện tích của một hình vuông này là bao nhiêu? Thì chúng ta đều biết rằng diện tích của nó sẽ là 1 mm vuông. Như vậy mm vuông là gì? Thì chúng ta thấy mm vuông chính là diện tích của một hình vuông có cạnh dài 1 mm. Và mm vuông được người ta viết tắt là hai chữ M và cái số 2. Cách viết cũng giống như những cái đơn vị trước mà mấy em đã học. À như vậy chúng ta thấy nè, 1 cm vuông là diện tích của hình vuông lớn, 1 mm vuông là diện tích của cái một hình vuông nhỏ. Như vậy thì 1 cm qua có quan sát màn hình, mấy em thấy 1 cm vuông bằng bao nhiêu mm vuông? À 1 cm vuông nó sẽ bằng 100 mm vuông. Như vậy thì thầy cũng vừa hướng dẫn cho mấy em thêm cái đơn vị mm vuông. Và ở lớp 4 thì mấy em đã học được các đơn vị là mét vuông, decimet vuông, cm vuông. Thì tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn cho mấy em lập lên cái bảng đơn vị đo diện tích. À, bây giờ chúng ta cùng nhau quan sát trên màn hình. À, trong cái bảng đơn vị đo diện tích thì mấy em thấy thường thông thường người ta thực tế ngoài đời cuộc sống người ta sử dụng cái đơn vị nào nhiều nhất? À thì chắc chắn mấy em đều thấy là cái đơn vị được người ta sử dụng nhiều nhất là mét vuông, đúng không nào? Đo diện tích nhà của ba mẹ mình con cũng bao nhiêu mét vuông, cái sân mình cũng bao nhiêu mét vuông, đúng không nào? Thì cái đơn vị mét vuông là đơn vị được người ta sử dụng rộng rãi. Vậy thì lớn hơn mét vuông có những đơn vị nào? Chắc chắn em sẽ trả lời được. Lớn hơn mét vuông chúng ta sẽ có là km vuông, hectomet vuông, km vuông, hectomet vuông, đề ca mét vuông. Bé hơn mét vuông ta có những đơn vị nào? Ta sẽ có là decimet vuông, cm vuông, mm vuông. Như vậy thầy sẽ đọc lại các bảng đơn vị đo diện tích cho mấy em một lần. Km vuông, hectomet vuông, decamet vuông, mét vuông, decimet vuông, cm vuông và mm vuông. Mấy em biết 1 mét vuông bằng bao nhiêu decimet vuông, đơn vị bé hơn tiếp liền? Đây là lớp 4 mấy em đã học rồi. Thì chúng ta đều trả lời được 1 mét vuông sẽ bằng 100 decimet vuông, đơn vị bé hơn tiếp liền. Và cũng 1 mét vuông bằng 1 phần mấy của đề ca mét vuông.
thì chúng ta thấy 1 mét vuông bằng 1 phần 100 của đề ca mét vuông, đơn vị lớn hơn tiếp liền. Rồi, như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé và đơn vị bé bằng 1% đơn vị lớn ha. Bây giờ chúng ta thầy trò mình cùng nhau hình thành cái bảng đơn vị đo diện tích nha. Từ bắt đầu từ đơn vị km vuông trước. 1 km vuông bằng bao nhiêu hectomet vuông? 1 km vuông bằng 100 hectomet vuông. 1 hectomet vuông bằng bao nhiêu decamet vuông? Thì 1 hectomet vuông chúng ta biết rằng bằng 100 decamet vuông. Và 1 hectomet vuông bằng 1/ của km vuông. 1 hectomet vuông nó sẽ bằng 1/100 của km vuông, đơn vị lớn hơn. À, tới nay thì chắc lẽ là mấy em đã thông thạo rồi đúng không nè? Thì chúng ta cùng nhau làm tiếp. 1 đề ca mét vuông sẽ bằng 100 mét vuông và 1 đề ca mét vuông sẽ bằng 1% của hectomet vuông. Và 1 đề xi mét vuông bằng 100 cm vuông và 1 đề xi mét vuông bằng 1/100 của mét vuông. 1 cm vuông thì bằng 100 mm vuông. Và 1 cm vuông bằng 1/100 của đề xi mét vuông. Cuối cùng, 1 ml vuông bằng 1/ mấy của cm vuông? 1 ml vuông sẽ bằng 1/100 của cm vuông. Bởi vì mm vuông là đơn vị bé nhất rồi, nó không có gấp 2 được nữa rồi, đúng không nè? Vậy thầy đã hoàn thành cái bảng đơn vị đo diện tích cho mấy em rồi. Qua cái cách hướng dẫn của thầy thì thầy có một câu hỏi như thế này: mỗi đơn vị đo diện tích gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền? À thì chúng ta đều thấy mỗi đơn vị đo diện tích gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền. Rõ ràng hồi nãy mình thấy trên màn hình thầy đã hướng dẫn rồi. Như vậy còn một câu hỏi nữa nha: mỗi đơn vị đo diện tích bằng bao nhiêu phần đơn vị lớn hơn tiếp liền? À thì rõ ràng chúng ta thấy rằng mỗi đơn vị đo diện tích bằng 1/100 đơn vị lớn hơn tiếp liền. Được chưa nào? Mấy em phải nhớ được cái điều này. Và muốn đổi được cái đơn vị đo diện tích thì thầy cũng nhắc cho mấy em một cái điều này, là buộc mấy em là học sinh lớp 5 thì phải thuộc được cái bảng đơn vị đo diện tích từ lớn đến bé và ngược lại. Hiện nay một số bạn không thuộc được cái bảng đơn vị này thì trong quá trình đổi đơn vị đo mấy em rất là lập cập, lúng túng. Và từ những cái chỗ đó chúng ta sẽ đổi sai. Đó là cái kinh nghiệm của thầy, cho nên mấy em nhớ sau tiết học này chúng ta học thuộc nha. À, để giúp mấy em nắm rõ hơn về cái hai cái bảng đơn vị đo diện tích thì thầy trò chúng ta đi vào cái phần thực hành bài 1, mấy em đọc từng này. Đọc các số đo diện tích. À, chúng ta có những cái số đo này, cái đơn vị này là vừa học nha. À, mấy em đọc từng thầy coi. 29 mm vuông. Được thế nào? Tiếp. Bao nhiêu? Cái này là 305 mm vuông. Được chưa? À, bây giờ chúng ta tiếp tục là viết các số đo diện tích. Hồi nãy đọc rồi, bây giờ viết để xem coi mình viết có đúng ha, cái thầy dạy không nha. Đầu tiên, mấy em viết cho thầy 168 mm vuông. Nhớ viết cho chính xác. À, bây giờ chúng ta cùng nhau quan sát. Đây, 168 mm vuông. Tiếp nha mấy em, một số nữa nha. 2310 mm vuông. Rồi, chúng ta cùng nhau quan sát. Đây, 2310 mm vuông. Đúng chưa? À, mấy em xem cho thầy chủ yếu là số 2 mà đặt đúng chưa nha. Rất là quan trọng để cho cái cuốn tập chúng ta đẹp, cái trình bày chúng ta đẹp hơn. À, tiếp theo, bài tập tiếp theo. Rồi mấy em đọc giùm thầy cái đề bài. Viết số thích hợp vào cửa chấm. Bài A, thầy có 5 cm vuông, mấy em đổi ra mm vuông. Và 1 m vuông đổi ra cm vuông. Mấy em làm bài giùm thầy. Rồi chúng ta cùng nhau quan sát trên màn hình của thầy. Mấy em biết rằng 5 cm vuông đổi ra mm vuông thì chúng ta biết 1 cm vuông bằng 100 mm vuông. 5 cm vuông thì chúng ta sẽ bằng 500 mm vuông, rất là đơn giản. Bài 2, bài tiếp theo, 1 mét vuông bằng bao nhiêu cm vuông? Thì bài này nó có
rất là nhiều cách làm. Em thấy cách làm nào phù hợp với mình thì chúng ta làm, miễn làm sao nó cho kết quả đúng là được. Thì chúng ta thấy 1 mét vuông bằng 10.000 cm². Bây giờ thầy lấy một cái cách làm của thầy giúp em. 1 mét vuông bằng 100 dm², 1 dm² bằng 100 cm². Như vậy ta lấy 100 nhân 100 bằng 10.000 cũng được. Hoặc là mấy em thấy thế này, có cách làm này, chúng ta thấy từ mét vuông đổi là cm², tức là từ đơn vị lớn đổi sang đơn vị bé. Thì từ đơn vị lớn đổi sang đơn vị bé em đã học rồi, chúng ta thêm không. Chúng ta mang số 1 mét vuông qua đây, chúng ta để số 1 đọc là mét vuông. Ta thêm 2 con 0, ta đọc là dm². Rồi ta thêm 2 con 0 nữa, ta đọc là cm². Đó cũng là một cách làm. Thì cũng còn một vài cách làm nữa, mấy em thấy cách làm nào phù hợp thì mấy em làm. À, mà cách làm nào đi chăng nữa thì mấy em cũng phải thuộc được cái bảng đơn vị đo diện tích. Thầy nhắc lại một lần nữa cho mấy em. Và thầy cô lớp 4 dạy mấy em đổi thế nào mà em cảm thấy quen rồi thì mấy em cứ làm thế đó ha. Còn thầy thấy cách làm của thầy cách nào dễ thì mới cứ làm theo. Bây giờ bài tiếp theo, bài B. 12.000 hectomet vuông chúng ta đổi sang km vuông. Và 12 mét vuông 9 dm vuông chúng ta đổi ra dm vuông. Mấy em làm bài. Chúng ta nhìn lên màn hình. Bài này cũng có nhiều cái để thầy nói cho mấy em cố gắng mấy em nhìn. Bởi vì cũng như bài A, có rất là nhiều cách làm, mỗi một thầy cô dạy một cách. Nhưng trong những cách đó, mấy em thấy cách nào phù hợp thì mấy em làm nhé. Bây giờ chúng ta thấy, theo thầy thì thế này, hectomet vuông mà đổi ra km vuông, thì chúng ta phải xác định đây là từ đơn vị bé, đơn đo diện tích bé đổi sang đơn vị đo diện tích lớn. Mà chúng ta đã biết rằng, từ đơn vị bé đổi sang đơn vị lớn, chúng ta bỏ không. Và mấy em thấy, thầy tính như vậy nè, hai con không này nè, mà đổi từ bé sang lớn thì ta đổi từ phải sang trái, hai con không này là đơn vị hectomet vuông. Rồi mới đến km vuông, mới đến km vuông, vậy là nó còn lại là 120. Có nhiều em á thì nó như thế này, khi mấy em đổi từ đơn vị bé sang đơn vị lớn thì mấy em biết bỏ không, nhưng có một cái điều là mấy em bất cẩn, có bao nhiêu không, mấy em bỏ hết bấy nhiêu là không đúng. Có nhiều bạn sẽ ra đây là 12, tức là bạn đó là làm bài cẩu thả. Ha, mấy em lưu ý, chúng ta phải tính hectomet vuông nó chỉ có hai số thôi, là hai con không này thôi. Rồi còn lại là km vuông là 120 chứ không phải là 12. Bài tiếp theo thì cái cách làm của thầy thì hướng dẫn mấy em cái cách này. Chúng ta thấy 12 mét vuông 9 dm vuông đổi ra dm vuông. Và chúng ta nhìn ở đây dm vuông với dm vuông là chắc chắn là chúng ta không có đổi gì rồi. Vậy thì thật ra hai đơn vị đo đổi ra một, nhưng thật ra chỉ có một cái đơn vị mét vuông đổi ra dm vuông thôi. Tức là 12 mét vuông đổi dm vuông, mấy em thêm hai con không vào thì ta được là 1.200. 1.200 lúc này ta mới cộng 1.200 dm vuông, ta mới cộng thêm 9 dm vuông này nữa, ta sẽ được là 1.209. Đó là mỗi cách làm của thầy. Còn mấy em thấy cách làm là thuận lợi thì mấy em làm. Đấy, thì chúng ta sẽ có 4 bài, mấy em soi lại cách làm của bài làm của mấy em như thầy coi như thế nào. Rồi chúng ta sang cái bài tiếp theo. Bài số 3 là một bài toán có lời văn. Mấy em đọc đề bài. Bài 4. Để lát một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40 cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích là bao nhiêu mét vuông. Biết diện tích phần mạch vữa là không đáng kể. Thầy chỉ nói thêm cho mấy em một chút xíu này. Phần mạch vữa, không mạch vữa tức là cái phần xi măng mà chét giữa hai cái viên gạch đó để cho nó dính lại với nhau đó, mất cái khe đó, thì cái đó rất là nhỏ. Mấy em bỏ đi, khỏi phải tính cái đó, người ta không yêu cầu mình tính cái đó nha. Như vậy thì mấy em xem coi bài toán cho mình biết gì. À, người ta đã dùng vừa hết 150 viên gạch vuông. Bài toán còn cho mình biết gì nữa? Gạch vuông, những viên gạch vuông đó nó có cạnh là 40 cm. À, bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi chúng ta diện tích là bao nhiêu mét vuông, diện tích của cái căn phòng đó là bao nhiêu mét vuông đó. À, như vậy thì rõ ràng mấy em thấy nè, thầy sẽ hướng dẫn mấy em làm bài. Muốn biết được diện tích căn phòng thì chúng ta cũng hiểu rằng là diện tích căn phòng này chính là diện tích của 150 viên gạch.
Mà muốn biết được diện tích của 150 viên gạch, trước hết chúng ta cần phải biết diện tích của một viên, đúng không nào? Mà viên này là hình vuông thì mới áp dụng công thức tính diện tích hình vuông để tính. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm diện tích căn phòng. Bắt đầu mấy em làm bài. Rồi chúng ta cùng nhau, mấy em định hướng cách làm xong ha, để chúng ta cùng nhau nhìn lên bảng xem thầy sửa bài. Đầu tiên thầy tìm diện tích một viên gạch là, viên gạch có cạnh là 40 cm, muốn tính diện tích thầy lấy 40 nhân với 40 bằng 1600 cm². Đây là diện tích của một viên gạch, nhưng căn phòng này là 150 viên. Như vậy tiếp theo chúng ta sẽ tìm diện tích căn phòng là, chúng ta lấy diện tích một viên gạch đem xuống nhân cho 150 viên, ta được là 240.000 cm². Đến đây chúng ta đáp số được chưa? À đúng rồi, chúng ta chưa đáp số được đâu, bởi vì chúng ta đang tìm được là 240.000 cm², mà đề bài chúng ta lại yêu cầu là bao nhiêu mét vuông. Vậy chúng ta phải làm gì nữa? À đúng rồi, chúng ta phải tiến hành, chúng ta đổi. Mấy em đổi 240.000 cm² này ra mét vuông, và cách đổi thì mấy em làm giống như hồi nãy thầy hướng dẫn, chúng ta sẽ tìm được 24 mét vuông. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ đáp số là 24 mét vuông. Ở phần hướng dẫn bài học hôm nay của thầy đến đây là hết. Thầy trước khi nghỉ thì thầy dặn mấy em một điều là nhớ học thuộc cho thầy các bảng đơn vị đo diện tích từ lớn đến bé và ngược lại. Thầy chào các em.